À, con gõ chợ Cô Giang là ra chú đó. À. Thấy con trên báo luôn đúng không chú? Thấy luôn. Con tên gì? Đây là Nguyễn Huỳnh Thu Yến. À, con mấy tuổi rồi? 8. 8 tuổi. À, đi đâu anh giờ quay đâu vậy? À, rồi, đi đi. Bye bye mọi người. À, bye con nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở dưới chân cầu Ông Lãnh. Đường này là đường Nguyễn Thái Học. Để đi về theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về công viên 23 tháng 9, Bồn Binh, Ngô Tùng Châu, Gia Long. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ không đi về hướng này, mà chúng ta sẽ đi dọc theo đường Cô Giang, để gửi đến một cái gì đó, hình ảnh của ngày xưa ha. Bên đường là bên kia đường của đường Nguyễn Thái Học ha, dưới chân cầu Ông Lãnh đó. Rồi bên kia chúng ta thấy có cái đường đường Nguyễn Công Trứ, đi thẳng đến chợ Dân Sinh. Đây thì ngay dưới chân cầu Ông Lãnh, bên kia thì đi về quận 4. Dưới đây thì nếu chúng ta đi thẳng hướng này thì mình sẽ đi ra bến Trương Dương. Ngay đây là ngã ba Nguyễn Thái Học và Cô Giang. Chúng ta xuất phát từ đầu đường Cô Giang. Đầu đường Cô Giang để đi đến cuối đường Cô Giang. Hành trình của chúng ta hôm nay chỉ đi nguyên đường Cô Giang thôi. Thì ở đây có cái ngân hàng nè, và kế đến thì có cái đình Ông Hổ. Đường Cô Giang thì em đi cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chọn con đường thì về đêm thì chưa đi lần nào ha. Sẵn đi hôm nay thì gửi đến cô chú anh chị xem chơi cho vui nha. Hy vọng là sẽ gửi đến một cái gì đó về ngày xưa, và cập nhật một số hình ảnh về ngày nay ở đường Cô Giang, quận 1. Đường này thì có cái rạp Lạc Hồng năm xưa, bây giờ thành bưu cục Cô Giang. Đường Cô Giang bây giờ làm đèn rất là sáng ha, đèn, những cái ngọn đèn đèn đường siêu sáng. Ở đây thì chúng ta đi qua cái xóm xóm đình đình Nhân Hòa. Hôm nay thì có cái ngày giỗ tổ đại lễ Kỳ Yên diễn ra 16-17 tháng 2 âm lịch. Ban ngày có múa lân nữa nè, rất là đông. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Đây là những cái con hẻm đi vô khu dân cư. Đây hồi xưa đây là cái rạp Lạc Hồng, hay chiếu phim Ấn Độ nè. Này có hai tầng, bây giờ thành cái bưu cục Cô Giang rồi. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Cái bên thì có hẻm 41, đối diện chúng ta thì có hẻm 41 mà hôm qua cô chú anh chị mình đã đi rồi đó, thì ta cùng nhau xem lại ha. Hẻm 41 và hẻm 61, cầu Hổn và Sánh Hổn, để đi đến xóm tỉnh, xóm làm nước mắm năm xưa ở trên đường Đề Thám. Ở con đường này thì ban ngày thì cũng rất là tấp nập,
ban đêm thì cũng vậy ha, ban đêm thì ăn uống về đêm. Có rất là nhiều hàng quán ăn uống ở khu vực đường Cô Giang này, nhưng mà không bằng quận 4. Ở đây thì có cô chú này bán nước mía lâu lắm rồi nè. Nước mía 24 vị phải anh? Đi một vòng chơi. Ngay đây thì chúng ta đi đến ngã tư Cô Giang và Đề Thám. Thì ngay đây mỗi ngày có bán hoa rất là nhiều nè, để phục vụ cho những ngày lễ rằm. Đây bán trái cây nữa, quýt với táo. Ở đây thì có cái dãy nhà xưa nè, nhưng mà bây giờ người ta bán rồi, và còn lại những cái bờ tường màu xanh xanh này, anh chị thấy. Rồi mình nhìn qua bên đây là đi hướng Đề Thám này thì mình sẽ đi về bến Tiên Dương. Đó thì lúc trước có một dãy bán quán ăn rất là nhiều luôn, nhưng mà sau này thì nhà nước không cho bán nữa ha. Mình cùng nhìn lại nha, cái con đường năm xưa đó. Bây giờ chúng ta thấy không có đông đúc như ngày xưa ở khu vực này. Ngày xưa thì có hủ tiếu xào rồi lẩu rồi nhiều lắm, nhưng bây giờ không còn bán nữa. Có một số quán thì họ giờ qua bên đường đối diện. Rồi chúng ta đi tiếp tục nha. Đường này thì không có dài, ngắn thôi. Bên đây thì chè 85 Cô Giang chút. Dạ. Tập thể dục đi vòng vòng quay chơi. Ô bán chưa nghỉ chứ? Giờ này dẹp rồi. Giờ này dẹp ha. Dạ. Không đi. Anh chú hỏi đây có một dãy nhà hồi xưa nè đó. Dãy nhà này sư phụ rành lắm nè, mà nhiều tên quá rồi sư phụ nói em không nhớ. Khu vực này ngày xưa là rất là nhiều người Hoa, nhưng mà sau này thì họ bán rồi đi rồi hết rồi, giờ nhà đồ đi hết. Mình đi ngang cái hẻm Trường An Lý này. Rồi sau này đổi tên thành hẻm Tân Tân rồi. Con ở đâu vậy? Nè, thấy con rồi nè, đó. Con gọi chợ Cô Giang là ra chú đó. Thấy con trên báo luôn đúng không chú? Thấy luôn. Con tên gì? Đây là Nguyễn Huỳnh Thu Yến. Con mấy tuổi rồi? 8. 8 tuổi. Đi đâu anh giờ, con đi đâu vậy? Đi đi. Bye bye mọi người. Bye bye con nha. Nhập em bé nhỏ dễ thương. Khúc này thì có bán bò bía nè. Rất là đông đúc luôn.
bỉa nhìn khói ngun ngút. Con đường này thì về đêm không có đông như ngày xưa nữa, nhưng mà ngược lại thì bây giờ sáng sủa hơn ngày xưa vì có những cái loại đèn siêu sáng rồi nè, nhưng mà mới chỉ gắn có một bên thôi. Còn một bên nữa họ đang làm. Có lẽ bên này thì đợi cái chung cư Cô Giang này xây xong thì mới có. Ngày xưa ngay đây là hẻm 100 Cô Giang nè. Đi vô chung cư nha. Chung cư nhà lô. Thì đây là cái hãng thuốc, theo sư phụ thì hãng thuốc Mia Trắng. Hồi cái thời mà còn là đường Nơ Mung. Rồi đối diện thì ngày xưa là cái hãng cao su á. Những cái thông tin này em được chia sẻ bởi cô chú anh chị và sư phụ thôi. Chứ hồi cái thời em là nó không còn nữa. Nên chỉ nói thôi chứ không có hình dung được ngày xưa như thế nào. Bên đây là cái nhà mà trò chơi thú nhúng nè. Rất là lâu đời rồi. Mấy chục năm mà. Cái nhà này vẫn còn như xưa nè. 141 Cô Giang. Đây là hãng cao su năm xưa. Bây giờ là trường Lương Thế Vinh. Cái trường này thì có cấp 1, cấp 2, cấp 3 chung luôn. Đây có bác đạp xích lô. Quên nữa, đây có cái chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn hiện đang được xây dựng lại nè, xây mới. Ngôi chùa nổi tiếng của ngày xưa có Phật khóc. Ngã đây là ngã ba Cô Giang và Nguyễn Khắc Nhu. Đi hướng này thì chúng ta sẽ đến được cái rạp hát nhân dân, ủa rạp công nhân. Anh em nói nhầm, rạp Nhân Đạo mới đúng, rạp Hưng Đạo thì ngay đó có cây xăng Metropole, ủa nhà hàng Metropole, rồi hai cây xăng đối diện hồi thời xưa đó. Nhưng mà bây giờ thì không còn hai cây xăng đó nữa ha. Rồi chúng ta đi một đoạn nữa thì nhân đây em xin gửi lời cảm ơn cô chú anh chị bạn đã luôn đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Nếu cô chú anh chị thấy nội dung có hay thì cùng chia sẻ cho bà con bạn mình xem, biết đâu thì gặp được người quen trong cái những cái comment này. Hồi nãy em quên nói cái để có bún bánh mì hấp chị Tuyền rất là nổi tiếng đây. Nãy em quên nói là cái đường này ngày xưa có tên là đường Nơ Mung. Đường Nơ Mung có rất là lâu rồi sau đó đổi tên thành Cô Giang. Đây có quán mì hẻm 178.
để đi ra đường Cô Bắc. Ở đây cũng có mấy ngôi nhà xưa và trên đây có hẻm Nguyễn Tình nè. Và cái hẻm đây thì chúng ta đi ra chùa chùa Pháp Thông. Song song với đường Cô Giang thì có đường Cô Bắc. Cái khúc này thì đèn rất là sáng rồi nè, nhưng mà cũng có một bên nè, không có làm hai bên. Rồi cũng hết đường Cô Giang rồi, chắc hành trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo. Nhân đây thì em cũng chúc cô chú anh chị bạn mình luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Rồi nhà bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cuối đường thì có cái nhà này mới được xây lên rồi nè, xây cách đây cũng 5 năm á. Có cái trạm điện thời xưa nè, CEE. Chúng ta đến ngã ba Hồ Hảo Hớn anh. Hồ Hảo Hớn theo hướng này thì chúng ta sẽ ra Trần Hưng Đạo và ngược lại thì ra bến Trương Dương. Ở đây có cái trường đại học mở mới xây dựng. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.